Xiaomi SU7 vẫn cháy hàng với hơn 100.000 đơn bất chấp tai nạn. Xiaomi SU7 2024 mới là chiếc xe cúp 4 cửa thể thao vừa mới ra mắt. Mẫu xe này đã lập nên nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ, như 88.898 đơn đặt hàng chắc chắn đã được nhận trong vòng 24 giờ sau khi ra mắt, khách hàng chờ lái thử đến 3 giờ sáng, hay các vụ tai nạn khiến người tiêu dùng nghi ngờ về chất lượng của mẫu xe này. Bất chấp đó, Xiaomi đã công bố chiếc SU7 lập thành tích mới, với hơn 100.000 đơn đặt hàng. Xiaomi SU7 là sedan chạy điện có phạm vi hoạt động khởi điểm là 700 km. Nó được ra mắt vào ngày 28 tháng 3 tại Trung Quốc với giá 215.900 nhân dân tệ, 29.900 USD. Khách hàng mua xe phải đặt cọc 5.000 nhân dân tệ, 700 USD, số tiền này sẽ không được hoàn lại sau 7 ngày. Nếu họ chọn khóa cấu hình, tiền đặt cọc sẽ không được hoàn lại ngay lập tức. Xiaomi cũng yêu cầu các nhà cung cấp của mình tăng năng lực sản xuất để phù hợp với sản lượng 10.000 chiếc mỗi tháng của nhà máy. Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin năng lực sản xuất của nhà máy Xiaomi Bắc Kinh sẽ là 4.000 đến 5.000 chiếc vào tháng 4 và tăng dần lên 6.000 chiếc vào cuối năm nay. Điều này dẫn đến khả năng có 53.000 xe được sản xuất hàng loạt vào năm 2024, trong đó có 5.000 xe đã hoàn thành trước ngày ra mắt vào ngày 28 tháng 3. Một cơ quan truyền thông khác của Trung Quốc, MiDrivers, hôm nay đưa tin rằng Xiaomi hiện sản xuất 300 ô tô mỗi ngày, không đủ để đáp ứng nhu cầu. Thời gian chờ đợi đơn đặt hàng mới tính, đến thời điểm hiện tại đã tăng lên tới 8 tháng. Đại diện của tập đoàn này thừa nhận rằng công ty đang thua lỗ với biến thể SU7 GWD cấp thấp tiêu chuẩn. Việc giao các biến thể SU7 Standard và Mach-A GWD sẽ bắt đầu vào cuối tháng 4. Pro sẽ bắt đầu giao hàng vào cuối tháng 5 với phạm vi CLTC 830 km. Xiaomi SU7 Mach chạy điện có động cơ kép, sản sinh công suất 663 mã lực. Nó được cung cấp năng lượng bởi pin Kylin 101 kWh của CATL, cung cấp phạm vi CLTC 800 km. Với kích thước 4.997, 1.963, 1.440 mm và chiều dài cơ sở 3.000 mm.